Mọi người ơi, thăm nắm mụn tàn nhang chắc chắn sẽ giúp cho mọi người cải thiện rất là nhiều khi mà mọi người sử dụng trọn bộ combo face serum chống nắng và cao nghệ của nhà Nguyễn Huỳnh Như. Đến năm 2022 là Nguyễn Huỳnh Như đã bán và lưu hành trên thị trường được 6 năm rồi đó mọi người. Và chắc chắn rằng cái sự chất lượng của một thương hiệu sẽ đi đôi với cái việc là khẳng định thương hiệu đó đã trải qua bao nhiêu năm trên thị trường, được yêu quý bao nhiêu năm. Và 6 năm không phải là một khoảng thời gian ngắn đâu nha mọi người. Và cái combo này, từ khi ra thêm cái cao nghệ phục hồi chuyên sâu này vào ban đêm nữa thì nó lại càng tuyệt vời. Một lần ủ bằng 3 ngày dưỡng nha mọi người. Da dậy thì dùng được, da mỏng dùng được, bị nhiễm cọc ti dùng được, da mỏng gân máu dùng được, da bầu bí sau sinh dùng làm mờ thâm, giảm vùng thâm dưới cánh tay và giảm vùng thâm mông, giảm rạn da rất là tốt luôn nha mọi người. Nói chung là cả combo này sẽ giúp cho mọi người có một làn da đẹp đón Tết nha. Nhanh tay sở hữu combo cùng với Nguyễn Huỳnh Như, và chắc chắn Như sẽ không giới thiệu quá nhiều mà Như sẽ để rất là nhiều những cái phản hồi khách trước và sau khi sử dụng bộ đôi combo này đã lột xác như thế nào, hình ảnh trước và sau khi sử dụng để các bạn càng tự tin mua hàng sử dụng sản phẩm nha. Cảm ơn mọi người và hãy làm đẹp đón Tết thật tự tin cùng với Nguyễn Huỳnh Như. Ok.